Hi, chào anh em, chúc anh em buổi sáng tốt lành. Lâu lắm chạy giống Trung Linh không làm video, hôm nay chạy sẽ làm một video về con gà Tây và cách phòng tránh những bệnh thường gặp của gà Tây cho anh em nhé. Đây là như anh em thấy, đây là quang cảnh một buổi cho gà Tây ăn tại trại giống này. Đây là đàn này là được 3 tháng rưỡi, 3 tháng 15, 17 hôm. Review qua cho anh em một chút về thức ăn của nó này. Toàn rau xanh nhé. Về kỹ thuật chăn nuôi gà Tây này thì nó cũng đơn giản đấy, cũng không khác gì với so với chăn gà ta, gà thả vườn cả. Cụ thể hơn là như nào, anh em thực hiện ba sạch: ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Ngoài ra thì còn một chút lưu ý với anh em là như là đối với con gà Tây thả vườn này thì anh em không nên để cho gà dính nước mưa, thứ nhất. Thứ hai là không nên cho nó ăn uống bẩn. Ăn uống bẩn là như nào? Ăn uống bẩn là những cái mưa nó xuống này thì con gà Tây nó sẽ uống cái nước bẩn đấy, nó sẽ sinh bệnh. Một số bệnh thường gặp ở gà Tây khi thả vườn là như nào? Nó bị thứ nhất là viêm ruột hoại tử. Viêm ruột hoại tử tức là nó ăn uống bẩn rồi nó sinh bệnh. Với cái bệnh này thì rất là khó chữa nhá. Thứ hai, đối với con gà Tây, bệnh thứ hai hay thường gặp là bệnh đầu đen. Bệnh đầu đen thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Đầu đen thì một là do con muỗi, con ruồi, con muỗi nó gây ra. Nguyên nhân thứ hai là cũng một phần cũng có thể là ăn uống bẩn. Với cái bệnh này thì anh em là bệnh rất là thường gặp ở cái con gà này đấy. Với cái bệnh này thì mình nên lên phòng tránh, tức là mình phun thuốc khử trùng cộng với cả ruồi muỗi thường xuyên, định kỳ mỗi tháng một lần. Nếu mà gà mắc bệnh thì anh em đánh liều lượng thuốc theo khuyến cáo của thú y. Như trại mình thì mình hay đánh là Amox cộng với cả đồng sulfa cộng với cả bổ gan thận đấy. Còn một bệnh nữa hay gặp, bệnh hay gặp nữa là bệnh đậu gà. Đậu gà là sao? Đậu gà là mắt, mũi, mồm lên những cái cục màu trắng, để gọi là đậu gà. Cái bệnh này chủ phổ biến từ gà 15 ngày tuổi đến khoảng 2 tháng tuổi. Nó gây chết cũng khá cao ở con gà Tây này. Bệnh đậu gà nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do không được phòng, không được chủng đậu. Đó là một số cái chia sẻ của trại giống với anh em chuẩn bị đã và đang nuôi con gà Tây. Đấy là chút hiểu biết của trại bên em thôi nhá. còn anh em nuôi lâu rồi thì anh em đừng gạch đá. Ok, chào anh em.